mẹ để cho anh bảo chúc mẹ biết là có cả khu này khu trên 7 ngôi nhà mà bây giờ lên đến 180 mấy hộ rồi. Ngày xưa là chỉ có 7 7 ngôi nhà. 7 hộ thôi đấy. 180 mấy hộ. 186 hộ mà đã trôi mất 40 hộ. À làng Nủ này là 186 hộ cơ nhỉ? Vâng. Kéo dài mà, 3 cây mà. 3 cây số. Vâng. Đi đây về hết làng 3 cây số. Thế là trôi mất 40 hộ. Các bạn thân mến, hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2024. Đến hiện tại bây giờ thì cái khu vực ở bên trên này là cũng đã thăm dò hôm qua rồi. Nhưng mà bên trong ao thì không thể vào được, kể cả máy cần dài cũng không thể vào được, bởi vì là cái lượng bùn nó nhiều quá, ngày xưa nó là một cái ao chứ không vào được. Cho nên là chỉ xúc quanh quanh bốn xung quanh thôi. Hôm nay thì toàn bộ máy móc đấy là đi xuống cái khu vực mà cái nhà xây ở dưới này. Cái khu vực mà cũng rất là nhiều bạn nhắn tin với này gọi điện cho mình ấy là bảo là khu vực cái cứ từ chỗ mép bờ ra khoảng 7-8 mét. Thì những cái ý kiến của bạn thì mình cũng đề xuất với này các bác ở đấy và cũng rất là trùng nhau về những cái ý kiến của bên cứu hộ cứu nạn, nên là họ cũng rất là đồng tình về như thế. Đây ở chỗ vũng ao này các bạn cứ tưởng tượng xem nhé, khi mà có một cái trận lũ ống ở trên đồi nó xuống ấy thì bao giờ thế là tiến nước sẽ đi trước, xong đến cái lượng bùn xong mới bắt đầu mới đến cây cối đá sỏi đi sau. Cho nên là ở cái chỗ vũng đấy là tất cả những cái người nào mà đã chạy ra khỏi nhà vào buổi sáng rồi đấy thì theo tôi nghĩ là có khi là người ta sẽ bị đẩy về đấy, đẩy theo dòng nước. Còn những người lúng túng ở bên trong và vẫn còn đang nằm trong giường chẳng hạn đấy, mà nhất là cái mùa này thì nó lại có rất là nhiều muỗi, cho nên là họ cũng hay mắc màn nữa, xong nhà lại sập xuống coi như kiểu là ở trong một cái lưới rồi. Rồi lúng túng là cứ cây nọ cây kia nó đè xong nó trôi theo, thì cái bao giờ cái dòng nước nó đi trước rồi đằng sau là loại bùn loãng thì nó sẽ đẩy xuống cái khu vực dưới này và nó sẽ vùi nấp ở dưới này, thậm chí là mắc vào những cái cây gì là nó sẽ đè lên là không thể nổi lên được nữa. Còn những cái người mà thường thường nó vớt được ở bên phía dưới thì bao giờ là người ta cũng bị cái dòng nước của cái đầu cái lũ ấy là nó đẩy đi xuống dưới, thì người ta cũng nhiều người may mắn sẽ được vớt lên. Và hôm nay ấy, khu vực này thì cũng còn rất là lầy, khu vực này nó thậm chí là đến 10 mét bùn cơ. Cho nên là cái máy tuy là cần dài thật nhưng mà nó với ra thì mà nó cuốc sâu xuống, thì cũng muốn là lấy những cái cây cọ này và để kê lên, kê cái cho máy nó đứng và nó xúc ở phía bên ngoài. Đây hôm nay là được cái là anh chủ lương, giám đốc lương này rất là nhiệt tình, và nhất là các ban ngành của xã Phúc Khánh này cũng thế, của huyện Bảo Yên này thế, họ rất là nhiệt tình, các anh em cán bộ dân quân nữa là hết lòng luôn, là cũng 20 mấy ngày trời rồi là cũng không có kêu ca gì cả. Đây giờ là một máy đây là nhổ những cái cây cọ này xuống để kê cho cái máy cần dài để đứng để xúc ở phía bên ngoài. Tuy rằng những người đã xấu số và đã không, hiện nay là chưa tìm thấy cũng rất là đáng thương, nhưng mà nghĩ lại là những các anh em tổ thợ máy này, rồi các anh em dân quân, rồi công an xã, rồi cán bộ, rồi bộ đội, những là họ cũng rất là đáng thương. Thực sự là nhìn những cái hình ảnh là các chiến sĩ là lội xuống bùn, mà khi mà những cái trận lũ nó về nó đẩy toàn bộ bản đi ấy, thì tất cả những cái nhiều những cái loại phải nói rất mất vệ sinh là nó đọng ở đấy, mà nhìn những cái cán bộ chiến sĩ thực sự là thương đến chảy nước mắt ra. Tuy người đã mất rồi thì cũng là thương rồi, nhưng mà nhìn các chiến sĩ thì rất là đáng thương. Sau khi xong về cái vụ làng Lủ này thì những cái hình ảnh như anh Lương, đồng chí trưởng công an xã và các chiến sĩ là lội xuống bùn để đi tìm đồng bào ấy, đúng thực ra là không thể nào mà quên được. Người dân làng Lủ chắc là người ta nhớ mãi, nhớ muôn đời những cái tình cảm chân thật của các anh ấy đối với lại nhân dân, đúng là rất là tuyệt vời, không thể có cái gì là so sánh nổi. Trên đường đi này
đoàn xe, một các xe ở khu vực miền Nam, miền Trung ra cứu trợ ở ngoài này. Thế mới biết là nhân dân Việt Nam là rất là đoàn kết, khi gặp những hoạn nạn cực kỳ là đoàn kết và giúp đỡ nhau. Mong sau còn mấy ngày tìm kiếm này nữa là sẽ tìm được hết tất cả là 9 nạn nhân, để cho người sống thì cũng yên lòng và người chết thì cũng mồ yên mà ấm, cho nó an toàn. Đó là những cái lời mà ước nguyện từ của mọi người, và nhất là anh Lương ấy, là anh cũng rất là cầu mong như thế. Anh cũng không còn một cái ước nguyện gì hơn là về cái ước nguyện như thế, là tìm hết được 9 nạn nhân. Các bạn xem video ấy, các bạn cũng cứ mạnh dạn. Khi con người ta đấy, nhiều lúc là có những cái giác quan thứ 6 nó hoạt động, cho nên là các bạn mà có một cái linh cảm gì ở cái khu vực nào ấy là sẽ có nạn nhân, thì các bạn vẫn cứ nhắn tin và với mình để mình có những cái ý kiến. Ngay chỗ ba anh vừa đứng đấy, ngay chỗ đằng sau anh là chưa có một cái ngôi nhà của một chị, là chị sinh năm 1977 ấy. Thế nào không biết là lũ nó lên nó đẩy cái đổ nhà, và sau đó là nó sập nó đè lên rồi chị, nhưng mà không có ai cứu được. Nhưng cái chị ấy là chị thế nào là chị lại chui được ra nhé, cũng rất là may. Thế cái chỗ đấy thì nó cũng lại cao, và chỗ đấy thì có một cái con trâu là nó bị lũ nó cuốn, nó đẩy vào luôn ở trong nhà đấy. Trên cái đoạn này là cũng vớt được rất là nhiều người, nó cuộn dòng nó trôi vào trong này, giáp cái khu núa đấy, ở khu nhà. Đây là cái khu này là người ta cũng rất là kỳ vọng. Nhưng trong cái đợt ở làng Lủ này thì cũng rất là nhiều cái những cái chuyện là nó cũng không may. Ví dụ như gia đình nhà anh Thinh này, chúng ta nhìn trên flycam xuống đấy, đấy chỗ nhà anh bị sạt một ít ở đằng sau ấy. Thế là nhà anh là cũng có 4 người, hai vợ chồng, hai đứa con. Thế là vợ với lại cả nhà đi sang ở nhờ của bên nhà bố mẹ. Thế là cũng lại vào cái đúng cái khu vực mà lũ nó xoáy. Thế đêm hôm ấy là toàn bộ là nó đẩy đi, 4 người là cũng bị đẩy đi hết. Nhưng mà anh thì lại được người dân người ta cứu được. Thế bây giờ là chỉ có gãy chân mới lại bị thương các chỗ trên cơ thể thôi. Và bây giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện Việt Đức. Đó, nhà anh ở trong chỗ ao này, nếu mà nhìn thì cũng rất là chả có gì là nguy hiểm cả. Cái hôm lũ đấy thì nó cũng nước là nó cũng tràn qua đường này. Tràn qua đường này và nó đi vào trong ao này. Cũng khu này cũng mênh mông nhưng mà không ngập lên tới nhà. Cho nên là nếu mà cứ ở đây thì cũng không sao. Có thể là nó là một cái số phận con người thôi. Đấy. Ngoài nhà anh Thới ra thì ở đây này có nhà anh Thinh ấy, là cũng lại vào cái trường hợp như thế, cũng khổ. Đây toàn những cái bùn đất này nó đẩy ở phía trên xuống đấy. Đấy còn chỗ bên cạnh cái xoan kia nhá, là có hai gia đình ở đấy. Thì nhà bác ấy chỉ bị nó đẩy sập mất cái nhà sàn thôi, còn người thì lại chạy được hết. Sang cái đoạn này thì dòng nó lại bắn sang bên phía bên phải bên kia rồi, chứ bên này thì dòng nó lại nhẹ đi, mà chỗ này nó lại nó dốc dòng ra, cho nên là dòng nước nó không cao. Cao nhất là trên chỗ nhà bác Trung thôi. Đấy còn cái nhà đây, còn cái nhà sàn bên cạnh thì đổ sập xuống rồi, nó đẩy đổ sập xuống. Còn xuống dưới nhà bác Cai ấy, thì cái nhà thì nó đẩy xuống lùi xuống 6 mét rồi đấy. 6 mét nhưng mà ở dưới thì nó lại có những cái lượng bùn đặc, cho nên là nó cũng giữ chân, cho nên cái ngôi nhà nó không sập. Đấy cái nhà này đẩy từ chỗ mép nhà này ra đây là sập xuống. Chỗ này là chủ yếu là nước nó đẩy thôi. Chỗ nhà bác Cai khả năng là chỗ đấy là nó nhiều bùn đặc, cho nên là nó giữ được thăng bằng, nó không sập xuống. Đây nhà bác đây là có cái chuồng trâu ấy, đằng sau nhà là cũng không bị gì. Xuống đoạn này thì dòng nó rộng ra rồi, nước nó chi phối ra cả vào bên cái nhánh ao nhà anh Thinh, và nó sang bên khu ruộng kia là cái dòng nó rộng lắm. Cái hôm đó thì người dân ở phía bên dưới bản ấy, ở dưới đoạn dưới thì họ bảo là cái lượng nước nó chảy thì không có nhiều lắm. Có nghĩa là nó chỉ nước nó chảy trước và bùn nó đi theo sau.
chủ yếu là nó sập và bị cái bùn loãng với đá nó lăn xuống trên cái dòng suối đầu nguồn mà nó cái dòng lũ nó đổ xuống đấy, là hai bên đồi đấy là mình lên mình xem rồi, tất cả những cái đất ở bên đồi nó toàn cái loại đất pha cát, và pha cát xong đất nó nổn nhổn nửa đất nửa đá, những cái loại đá xít nó to bằng cái bao thóc và những cái loại bằng vốc tay ấy, nắm tay một nó nổn nhổn, nó không có độ cấu kết, cho nên cái khu vực đấy là cứ mưa là nó sạt, mà nhất là bây giờ nó đã sạt dở rồi thì nếu đợt tới mà có những cái trận mưa to là nó sạt nó trôi xuống đây là rất là nhiều. Và ở trên đấy thì nhiều người nhìn trên flycam thì cứ nghĩ là nó sẽ cứ đều bằng bằng như thế, không phải đâu. Đoạn trên là rất là nhiều cái đoạn nó bằng như kiểu là ở chỗ khu cánh đồng này, và nó lại cũng rộng như thế, bằng như thế. Xong là nhiều chỗ thì nó lại thắt ngẫng vào, thắt cổ chai vào, nó chỉ còn khoảng độ 20 mét gì đấy thôi. Cho nên là cái sự là nó sạt lở trước, nó mấy có mấy cái trận mưa trước đấy, nó trôi xuống đấy là những cái cây giang rồi bao nhiêu cây gỗ to lắm, trên đấy còn nhiều cây gỗ nó nằm na liệt ở trên đấy, nó ngáng lại, có khi là nó lại tự tạo lên một cái đập tự nhiên tự tạo ấy, nên là bên trên nó nhiều nước quá và nó thành bao nhiêu cái đoạn ứ tắc như thế, nó đủ nước, nó đầy nước là nó sập từ trên sập xuống, nó đổ xuống thế là vỡ toàn bộ xuống, là nó đẩy xuống đây mạnh thôi. Và cũng kết quả của ngày mùng 6 tháng 10 năm 2024 các bạn ạ, thì cũng rất là hơi buồn, hôm nay là không tìm được, chưa tìm được một nạn nhân nào, vẫn còn nguyên 9 nạn nhân chưa tìm được nha các bạn nhé. Và tiếp tục để đến ngày mai là đội cứu hộ cứu nạn lại tiếp tục làm việc ngày mai nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và đăng ký kênh ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Xin chào tạm biệt các bạn.